lạnh lẽo trong mùa xuân. Tương lai đang chìm trong tâm tối, xót xa những số phận nhỏ nhoi. Tìm kiếm một vì sao giọt chiếu con đường trong đêm đen, mong manh em đi tìm công lý giữa đi màn đêm. Thực ra thì trong chuyện này á, tôi không phải là người có tội. Cô Phượng Ý là đang sống trong địa bàn của tôi, mà vừa rồi cô bị mất tích. Mẹ của cô ta viết đơn trình báo nhờ bên công an đi tìm. Tôi vào Sài Gòn này là để tìm tung tích của hai người, và sẵn tiện tôi muốn gặp ông nên tôi mới xin ở nhờ tại nhà ông. Thôi thiếu tá Dư, có bao giờ sai luật đâu mà có tội. Nhưng mà tôi muốn hỏi rõ ông, tại sao ông lại đưa người đẹp về nhà của ông ở? Còn tình địch của ông đâu? Hiện tại sống hay là chết? Mà nếu chết, hiện tại xác đang ở đâu? Tôi nói thật nhé, cả tôi với ông cũng chẳng phải diễn viên. Đừng đóng kịch với nhau nữa, mệt lắm. Tôi đồng ý với ông ở điểm này, nhưng tôi muốn hỏi thật ông, hiện tại Đặng Kỳ sống hay đã chết? Cái này tôi phải hỏi ông mới đúng chứ. Theo thông tin của Phượng Ý thì Đặng Khỉ đã gọi điện thoại rủ rê Phượng Ý vào Sài Gòn qua căn nhà ông thuê ở quận 2. Tối đó, cả bốn người nhậu. Đặng Khỉ đã bị bắn chết, còn Phượng Ý thì bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện. Chính ông và cô Thiếu Quý Lệ Thu đưa Phượng Ý vào bệnh viện đúng không? Tôi biết chắc chắn ông biết kẻ nào đã bắn Đặng Khỉ, còn hỏi tôi làm chi? Tôi vào Sài Gòn kỳ này để tìm xem ai là người đã bắn Phượng Ý với Đặng Khỉ. Nể tình anh ba đã từng giúp vợ chồng ông trước đây, trong vụ án này ông giúp tôi điều tra được không? Thiếu tá Dư đánh giá tôi quá cao rồi. Ông nên nhớ, tôi chỉ là một thằng nhà báo quen, bị vợ cho ra rìa sau khi viết loạt bài ca ngợi chiến công phòng cảnh sát hình sự của ông trong vụ án Huỳnh Thổ. Vậy tôi muốn hỏi, cô Kiều có liên quan tới vụ án này không? Kể cả chuyện
ghen tuông chẳng hạn. Hồ đồ! Ông mà nói cái giọng đấy nữa, tôi tống cổ ông ra khỏi nhà đấy. Kim Kiều là vợ tôi, chứ không phải cái loại người mà cho các ông xét đoán lung tung như vậy. Thôi thôi, tôi xin lỗi, đừng có nóng. Tôi chọc giận anh một chút thôi. Mà không ngờ á, ông còn thương vợ quá nha. Bây giờ tôi đi có việc, ông có đi với tôi không? Nhưng mà đi đâu mới được chứ? Thì ông thích đi đâu tôi đưa đi đấy. Thôi, anh Trung đi đi. Cho tôi lên lầu nghỉ một chút có được không? Ủa, cậu Dư hả? Dạ. Mới ngoại vô hả? Dạ, con chào dì Bảy. Dì Bảy, dì đưa thiếu tá Dư lên phòng nghỉ, rồi buổi trưa nấu cơm cho thiếu tá Dư ăn nhé. Ờ, tôi biết rồi cậu. Dạ, làm phiền dì Bảy. Ủa, nhưng mà ông đi từ giờ tới tối luôn hả? Chẳng lẽ bây giờ tôi đi đâu tôi lại báo cáo với ông à? Ê, cái gì? Cái thằng nhóc tối hôm bữa kìa. Nhiêu vậy? Dạ cho xin 30 đi anh. Sao mắc vậy? Từ khách sạn ra đây chỉ chừng 3 cây số, 20 ngàn thôi. Ôi, không được anh ơi. Từ ngoài đó vô đây hơn 2 cây số, 30, không bớt một cắc. Tụi nó sắp qua lấy tiền bảy. Để cho em, đi đi. Ê, vợ bị đánh chưa có thấm hả? Đói quá, với lại kiếm chút cháo thôi đại ca. Tụi tao còn không có cháo để mà húp. Còn mày á thì ăn cháo bào ngư di cá. Đại ca đừng nói vậy. Em chạy cái đường ngoài khách sạn kia, người ta đón, người ta kêu đưa vô đây, thì em phải chạy thôi. Từ đâu? Khách sạn nào? Từ ngoài khách sạn Khánh My á. Bao nhiêu tiền? Em lấy 30. Đưa đây. Thôi mà đại ca, em mới chạy bữa đầu à. Có đường hay là không? Đại ca tha cho em đi. Cho em thiếu tiền bến bữa đi. Bữa sau em đưa luôn. Bây giờ mày có đường hay là không? Đại ca, em xin đại ca đó. Em... Mẹ mày có đường không? Dạ em đưa. Đại ca, tha cho em. Lần này á, tao tha không đánh mày. Nhưng lần sau nếu mày khai á, thì tao cho mày chia đôi. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Ủa, khoan, đại ca. Đại ca, vậy cho em biết tên để lần sau em biết được em xưng hô. Em tên là Thắng. Từ nay mày cứ gọi tao là Sáu Phệ được rồi. Dạ, đội ơn anh Sáu nha. Cảm ơn anh Sáu. Mà anh Sáu ơi, cho em nhập bến luôn nha anh. Thôi kệ, cứ để nó chạy đi. Để nó chạy, thu tiền bến của nó. À. Thằng này là ai? Nó ngồi nãy giờ một mình dòm ngó tùm lum.
Dạ, em chào anh. Chào. Không biết là anh có cần dùng gì thêm nữa không ạ? Cảm ơn, tôi đủ rồi. Hình như anh không phải là người ở đây ha. Chỉ có con mắt, thật là tinh ý. Vậy anh tới đây du lịch hay là có công việc gì khác? Mời chị ngồi nói chuyện chơi. Dạ. Chị uống một chút nha. Dạ thôi. Dạ ở đây có quy định á, là nhân viên không có được dùng bia rượu trong lúc làm việc. Chị là nhân viên à? Tôi cứ tưởng chị là chủ quán chứ. Dạ. Em á, chỉ coi hộ bà chủ vài bữa thôi à. Tại vì tôi thấy chị á, dáng dấp cũng như phong thái rất là giống bà chủ. Dạ. Xin lỗi, chị tên gì? Dạ, em tên là Thắm. Nhưng mà nãy giờ á, anh chưa có trả lời câu hỏi của em. Chị hỏi gì? Tôi quên rồi. Em hỏi anh á, là anh ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội? Anh tới đây công tác hay là đi du lịch? Anh ở khách sạn hay là ở đâu? Tôi nhớ là hồi nãy chị hỏi tôi có một câu thôi. Sao bây giờ nhiều vậy? Dạ, tại vì đằng nào cũng phải hỏi từng đó câu, cho nên là em hỏi luôn một lần cho anh đỡ tốn thời gian. Như vậy là chị muốn biết tất cả những thông tin đó về tôi sao? Dạ thôi, chắc bây giờ cũng không cần nữa. Em xin phép, chúc anh dùng ngon miệng nha. Chị à. Dạ, anh cần dùng gì nữa hả? À không, tôi chỉ cần chị ngồi xuống thôi. Tôi tên là Thông, tôi ở Sài Gòn ra đây để thăm bạn. Hiện tại thì tôi đang ở khách sạn Khánh My. Có gì không nữa? Còn thông tin gì nữa không ta? Dạ, hình như anh có gì muốn hỏi tôi hả? Không, tôi không cần gì hết. Vậy tại sao anh lại gọi tôi lại? Tại vì tôi thấy chị rất là dễ thương. Dạ, nhưng mà thương không có dễ đâu anh. Thật sao? Vậy thì tôi sẽ thử xem nó như thế nào ha. Dạ thôi, tôi xin phép anh, bây giờ tôi phải vô trong. Có gì rồi, chúc anh dùng bữa ngon miệng nha. Cảm ơn chị. Chào anh. Chào. Nói thiệt với mấy anh chứ, lần này tôi về đây tính nhờ chị gái kiếm coi cô nào được được xứ này, cưới làm vợ luôn cho rồi. Tiêu chuẩn của mày sao? Chân dài tới nách, mắt xếch dao phai, tiền xài xả láng hả mày? Anh Sáu cứ ghẹo em hoài, em đâu dám mơ cao dữ vậy. Vậy thì mày mơ cỡ nào? Mày nói tao nghe thử coi. Được á, tao cả em gái của tao cho mày. Thiệt hả anh? Tao nói thiệt. Em gái của anh đẹp dữ lắm phải không? Cũng tạm được thôi. Ngày mai là mai cho em nghe. Thằng, nghe thấy chà gái đâu. Là tùm tướp tùm tướp. Mày tồn lâu lắm rồi hả? Bậy bạ quá anh. Nhìn cái mặt mày là tao biết thiếu thốn lâu lắm rồi nè. Sao không? Dạ dạ. Mày, mày chạy cuốn này đi, lấy 50. Rồi. Ông này người quen của em. Mày cứ ở yên đây cho tao. Xe ôm anh. Ủa, tôi gọi ông kia mà, chứ đâu phải gọi ông. Thằng kia hết tài rồi, bây giờ tới tài tôi. Mà xe nào cũng chở anh tới nơi mà. À mà nè, anh về khách sạn Khánh My đúng không? Ừ. Ai mà không biết, họ lên đi tôi chở cho. Thank you.
Trả chìa khóa cho mày nè. Với những gì mà con vừa nói, nếu thuận lợi, chúng ta không cần phải có phiên xét xử lại lần thứ hai. Nhưng vẫn có một điểm hết sức quan trọng, con cần hai chú giúp sức. Nghe hai đứa tụi con á, nói nãy giờ cái hướng tốt quá rồi, chú mừng không thể tả được. Bây giờ mà tụi con kêu chú nhảy vô lửa đó nghe, chú cũng nhảy nữa. Cái gì ghê vậy? Anh muốn nhảy nhảy mình ơn nghe, đừng rủ tôi nghe, tôi sợ chết cháy lắm á. Cái chú này nè, cái lưỡi ổng á đi trước cái lỗ tai. Nghe cho kỹ nè, tôi nói nếu như tụi nó có kêu tôi nhảy vô lửa thì tôi cũng nhảy chứ đâu có kêu chú đâu. Ráng nghe rồi nói nghe không? Bây giờ nghe coi nhiệm vụ tụi nó giao cho tụi mình là cái gì nè. Dạ, bước đầu á thì viện trưởng đã đồng ý với hướng đi của con và Kiều đưa ra. Nhưng mà viện trưởng cứ nhắc đi nhắc lại hoài à, là Kiều á phải điều tra đầy đủ nhân chứng vật chứng thật mạnh để thuyết phục được hội đồng xét xử, ủy ban án sơ thẩm. Như vậy á thì viện mới tác động thêm được. Công việc của hai chú là hỗ trợ như một luật sư á. Kiều nói đi Kiều. Trước tiên con muốn nhờ chú Ba Đức xác định tình trạng của anh Hoàng Lực hiện tại có thể tham dự được trong phiên tòa sắp tới hay không. Chú nghĩ là được, bởi vì trước khi lên đây chú đã ghé thăm Hoàng Lực rồi. Bây giờ bỏ nạn đi bình thường mà hơi chập chững một chút, tới cái thời điểm đó là sẽ rành. Vậy thì tốt rồi chú. Còn một chuyện nữa, chuyện này cũng rất là quan trọng, đó là con cần sự có mặt của hai nhân chứng chủ chốt trong ngày thứ hai của phiên tòa sắp tới. Là thằng Thế chồng con Thơm hả? Dạ. Chà, cái này căng à. Trời ơi, có gì đâu căng. Nó nhẹ như là không có gì hết. Tụi nó ly dị rồi, nó cầm cái đơn ly dị xong rồi nó đưa cho ông cầm lên đây. Quá dễ. Anh quá dư biết cái tánh của Thế rồi. Nếu anh nói quá dễ, anh nhận cái trách nhiệm đó đi. Tôi dự trách nhiệm cho anh cho. Trách nhiệm của trả là gì con? Trách nhiệm của chú Ba sẽ khó hơn chú Sáu đó. Thôi vậy thôi, trách nhiệm ai nấy giữ đi. Ủa sao không nhận hả? Khó là sao con? Chú cố gắng giúp con thuyết phục con dâu của ông 12 ở Đồng Nai ra làm chứng được không chú? Đó, cái chuyện này đúng là nó không dễ rồi. Bởi vì cái tính của chú á, hễ mà ghét người nào mà mất uy tín lắm, nhận mà không làm, chẳng thà mà không hứa ngay từ đầu, để cho người ta còn biết đường người ta tính. Đằng này hứa mà không làm, chú không có thích nói chuyện với mấy người đó. Chú không thích chút nào. Con biết chú Ba nói vậy thôi, nhưng mà chú Ba sẽ có cách thuyết phục được. Thật ra thì con thấy mọi người ai cũng là người tốt hết, nhưng chẳng qua mọi người không hiểu gì về luật, nên mỗi lần cứ nghe tới luật pháp là mọi người sợ thôi. Nên con tin chỉ cần hai chú quyết tâm, chắc chắn sẽ thuyết phục được. Hai chú cố gắng nha. Chú hứa với con, chú Sáu sẽ hỗ trợ cho chú Ba. Chú sẽ quyết tâm. Còn một việc cũng khá là quan trọng. Hai chú ráng thuyết phục anh Quỳnh Thổ bằng mọi giá không được nhận tội trước vành móng ngựa. Phải phản cung lại, nói rõ là mình bị ép cung hoặc mớm cung ở trong tù. Rồi, tới ngày chú xuống sẽ dặn rất kỹ người nhà khi thăm nuôi thằng Thổ. Để con ra thử coi ai. Mọi người cứ ở đây nha. Dạ. Khuya rồi, anh tới làm gì? Anh đến thăm cô Ben một chút. Ủa, anh Dư. Chào cô luật sư xinh đẹp. Em tưởng anh ra ngoài đó rồi chứ. Anh chưa về nên anh muốn tới thăm em. Nhưng mà ông nhà báo, chồng của em lại không muốn. Còn anh thì anh muốn. Cảm ơn anh Dư. Nhưng bà mẹ em lớn tuổi, đang nghỉ ngơi trong nhà. Chắc để dịp khác anh em mình gặp ha. Con ngủ rồi. Có chuyện gì vậy em? Sao? Sao vậy? Mọi nghiêm lặng hết đi. Cái gì? Thấy chưa? Tôi đã nói là cô ấy cứng đầu cứng cổ lắm mà. Ôi trời ơi, sao mà tối vậy nè? Ông ơi, Kiều ơi. Mẹ, cái gì? Anh Trung với một người nguy hiểm đang đứng ở ngoài đó. Mẹ đừng có lên tiếng. Cái gì? Nó dám mang con nhỏ đó về đây hả?
Để đó mẹ, mẹ đang bị sổ hết. Lớn với dạy mà. Thôi khuya rồi, mình về nhà ngủ cho nó ngon. Trời đất ơi, hai cái cậu này, sao trên lầu giường êm nệm ấm không ngủ mà nằm ngủ ở đây, sao thoải mái được? Ôi, cậu Trung, dậy, sáng lắm rồi nè. Dậy dậy, nói nghe nè, dậy đi, tôi nấu làm đồ ăn cho ăn nha. Ừ, thiệt tình à. Ôi xời, ghê. Dạ ông chủ, uống gì không để con bưng ra? Cô Hai đâu? Dạ cô Hai đang trong bếp. Kêu ra cho tôi. Dạ để con vô con kêu. Dạ cô Hai. Thông qua lại mất ngủ nữa hả? Ừ. Làm cho anh hủ tiếu khô đi. Cà phê cho nhiều hơn mọi ngày. Thôi, đã mất ngủ rồi thì đừng có uống cà phê nữa. Bây giờ anh ăn hủ tiếu xong vô phòng ngủ miếng đi. Dạo này em thấy anh càng ngày càng ốm như con ma trơ vậy đó. Ma mảnh gì? Mới sáng sớm trừ bẻo người ta không à? Em xin lỗi, em lỡ lời mà. Thôi giờ em vô em pha cho anh nha. Đây không cần ôm nghe chưa cô nương. Ủa, dạo này rau anh Út mọc nhiều vậy ta? Ủa? Kể tôi. Mà nhìn kỹ nha, anh Út cũng đẹp trai lắm á. Kể tôi. Chứ không nhận hả? Không dám. Dám đi mà. Con khùng. Nó là con khùng. Nó khùng thiệt rồi đó chú. Đi. Chắc tôi đang bị quả báo nè trời. Sao tôi khổ vì con cái quá vậy nè. Thiệt tình. Anh ơi, anh uống đi nè. À, cái thằng lạ mặt hồi hôm, nó ở đâu ra vậy? Em biết nó hả? Nó tên Thông, ở Sài Gòn xuống đây đi công tác, ở khách sạn Khánh My á. Vậy nó tới nhà hàng mình làm gì ta? Từ Khánh My qua nhà hàng mình đâu có gần. Ừ, em cũng thấy nghi nghi. Vậy sao em không hỏi nó thử? Không, không có ai hỏi vậy hết á. Vậy tối nay nếu như nó tới, em hỏi nó thử coi. Em nghĩ á, hay là
Anh kêu thằng Tí chuột chạy xe ôm ở trước nhà hàng mình hỏi nó đi. Tối hôm qua thằng Tí chở nó về khách sạn á. Em nói nghe nè, em thấy bây giờ anh phải thật bình tĩnh. Em thấy bây giờ anh xuống tinh thần quá rồi đó. Từ từ rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Anh đừng có lo lắng quá ha. Em nói nghe lúc nào cũng hay hết trơn. Nhưng em có biết, mười đoan đang bẻ chĩa, ba kỳ đang chao đảo vì sợ mất chức. Mấy thằng cha này tiền thì vẫn ăn, nhưng mà khi bị sợ gãy là phủi tay hết à. Thôi, chạy vô kêu Út Cọc ra, anh nhờ chút chuyện. Dạ. Yeah. Anh có món quà này cho em, nhất định em sẽ thích. Ngày mốt sẽ họp liên ngành tư pháp, và sếp của anh có mời được chú Hai. Quang đã, anh đừng có nói với em là chú Hai ủy ban nội chính trung ương nha. Ừ. Thiệt vậy hả anh? Thiệt, chú có hứa chú sẽ đến để nghe viện kiểm sát, tòa án báo cáo về vụ việc. Anh ráng cố gắng thuyết phục chú Hai nha. Chứ trong mấy năm gần đây, em thấy chú là một trong những người thẳng thắn và liêm chính nhất luôn đó. Em an tâm đi. Người đàn ông đẹp trai đó là ai vậy? Chắc đồng nghiệp. Ông thật sự không biết. Hay là tôi qua hỏi thử cô ấy giùm cho ông. Cũng tới giờ anh họp rồi, mình đi về. Ừ. Để anh thanh toán. Dạ. Chắc là không có gì. Không chuyện gì là không chuyện gì. Ông hơi quá rồi đấy. Đừng tưởng mình là cảnh sát điều tra mà xen vào đời tư người khác nhé. Khi cần thiết xen vào thì sẽ xen vào. Ông làm nhà báo ngành mà ông hỏi tôi câu đó, nghe lạ quá. Tôi nhắc lại cho ông nhớ, tôi và Kiều đã làm thủ tục ly hôn. Bây giờ cô ấy đi đâu làm gì không liên quan tới tôi. Tôi thì cũng không quan tâm tới chuyện ông với Kiều. Chuyện tôi quan tâm đó là hai người vẫn cùng chung chiến tuyến trong vụ án Quỳnh Thổ hay không mà thôi. Tập đi hả? À, dạ chú ba. Ủa, chân còn đau tới lắm hả chú? Dạ con còn đau lắm chú. Tập là cần thiết nhưng mà từ từ. Trời ơi coi kìa, mới tập con chút xíu mà mồ hôi mồ kê nó nhễ nhại hết trơn rồi, ướt tay chú hết trơn rồi. Con cảm ơn chú, con cũng đỡ nhiều lắm rồi, chú đừng lo quá. Ừ thôi từ từ tập. Dạ cho khỏe khỏe từ từ không. Dạ à, còn cái này nè là quà của ông Kiều nó gửi lên cho con đó. Nó mong con mau khỏe. Nó gửi lên tùm lum đây nè. Sâm rồi thuốc bổ rồi trái cây nhiều lắm. Nhớ uống nghe không? Dạ. Ừ. Chú chuyển lời cho con cảm ơn Kiều. Ông Kiều nó dặn con cố gắng mau mau khỏe, để rồi phiên tòa sắp tới dạ, con giữ với Kiều. Chú ba, không biết là còn mấy ngày nữa hả chú?
còn 9 ngày nữa. Phiên tòa diễn ra ở Sài Gòn, không biết còn có đi nổi vô đó không nữa. Sao vậy? Phải khỏe phải đi được vô trong Sài Gòn. Dạ, con sẽ cố gắng. À, chú Ba. Ủa, chú Ba ở đây á, còn chú Sáu đâu? À, chị. À, chị. Mới nhắc có mặt liền thấy chưa? Chú Sáu thấy hay trọng chưa? Vắng mặt chút xíu là nó hỏi thăm liền thấy chưa? Thôi ông ơi, nổ gì vừa phải phải thôi. Hệ trọng, hệ trọng. Nổ vừa, nổ quá chịu không nổi. Nhưng mà lũ đạn nổ đúng chỗ cũng cần lắm phải không con? À, nói nghe nè, chân sao rồi? Chân con này cũng đỡ nhiều rồi chú Sáu. Nhớ là 9 ngày nữa nó mới lành, nghe không? Dạ. Gặp hai chú á, bao giờ cũng có chuyện cười hết trơn á. Nhưng mà chú Ba nè, không biết cô Kiều trong Sài Gòn chuẩn bị tới đâu rồi chú? Mọi việc cũng ổn. À, nói chung là vấn đề nó sáng từ từ ra rồi. Dạ. Thôi nhưng mà không có nói trước, có khi nói trước nó không có bước qua được. Có điều Kiều dặn chú là nói với con cụ thể một số việc mà Kiều cần dặn ở con. À, chú Ba cứ nói đi, con nghe nè chú Ba. Rồi, chuyện là bây giờ chú buồn ngủ quá, chú qua chú quét ly cà phê cho nó tỉnh táo coi, cho nó có tinh thần. Làm gì ngủ ngáp hoài vậy? Hồi nãy vừa lên xe thấy nằm ngủ ngon lành mà bây giờ vô ngáp ngáp đồ cà phê, người ta đang bàn chuyện hệ trọng. Anh thấy tôi ngủ lúc nào? Thì đợt tôi thức rồi tôi thấy ông ngủ. Thì ra lúc anh thức anh mới thấy tôi ngủ thôi. Còn lúc anh chìm vào giấc ngủ sâu anh có thấy cảnh gì xảy ra không? Nhìn thấy gì? Anh ngái như đúng rồi tôi ngủ được à. Thì hồi lúc mà ông ngủ á, ông cũng đâu có vừa gì đâu. Ông ngái như là tàu bể vậy đó. Ông về nha, tôi vô có chút việc một chút. Để tôi đi với ông. À... có gì bí mật đúng không? Đâu có gì đâu bí mật. Tại tôi có người quen trong này, vô thăm chút. Mà trong giờ làm việc á, thì ra vô bất tiện. Sợ lộ bí mật chứ gì. Nè, dạo này anh Ba với ông có vẻ không tin tôi nhỉ? Đâu có. Thôi, ông chở tôi tới đây á, là tốt lắm rồi. Tôi vô nha. Ai mà nhận ra em ấy, cược gì anh cũng cược. Em thích ngụy trang kiểu như vậy, vừa chống được nắng, vừa chống được kẻ gian nữa. Chanh đào nhá. Dạ. Em ơi. Dạ. Một chanh đào, size lớn nhất ở trong quán. Dạ. Trời ơi, dạo này á, gọi chanh đào lớn cho em nữa, hiểu em lắm rồi đó. Nè, em có tin vui cho anh nè. Anh cũng có tin cho em. Anh nói trước đi. Cha Dư đi tòa án nhưng không cho anh theo. Chắc là đang đi lót đường đấy. Chắc là đổ bê tông đây. Kiểu gì hắn cũng sẽ sang viện kiểm sát tối cao văn phòng 2. Anh cũng nghĩ vậy. Anh cũng bám theo cha Dư để lấy thông tin. Nhưng hắn thật cao tay. Mà thôi, em không có liên quan gì đến cái vụ phiên tòa xét xử phúc thẩm đâu. Tụi em đang có những tín hiệu tốt cho chuyên án T2. Anh Định đã lót được ổ. Khá bạo lực nhưng mà đã vượt qua. Còn anh Tùng thì đang bị động, vẫn chưa đáp được. Bây giờ cách nhanh nhất để minh oan cho Huỳnh Thổ là tìm ra hung thủ đã giết hai nạn nhân mà Huỳnh Thổ đang gánh chịu. Yeah.
Alo, anh nghe đây chưa? Dạ, em làm việc bên tòa án xong rồi, giờ em qua viện kiểm sát nha. Dạ, anh Sáu có gửi lời thăm anh. Ừ. Ok là tốt rồi. Còn vợ chồng Thái Trung sao rồi em? Hai vợ chồng nó bỏ nhau là có thiệt nha anh. Mấy hôm nay em ở bên nhà nó mà không hề thấy bóng dáng của Kiều. Tối hôm qua em có đi chung qua nhà ba mẹ nó, nhưng mà Kiều không muốn mở cửa. Sáng nay em với Trung đi uống cà phê thì gặp nó đi với thằng Bộ, cũng trẻ, trông đẹp trai mà sáng láng lắm đó anh. Vậy yeah, được rồi. Thằng Sáu phải nói, cái thằng tên Thắng có vẻ ngoan ngoãn, không thấy nó biết võ vẻ gì, mà tụi nó súng lại quýnh nó như tử mà nó chịu trận được. Thằng đó là người ở đâu? Tại sao tự nhiên đội mồ lên làm xe ôm ngang xương mà tụi bay vẫn tin? Sao mà ngu quá vậy? Truy tận gốc, con nói là người ở đâu, quan hệ với ai cho tao? Dạ, em làm liền. Còn cái thằng chó mà hôm qua ngồi trong nhà hàng của mình, thằng nào đưa đến nhà khách sạn? Dạ thưa anh hai, thằng Tý. Cho người tới khách sạn tìm hiểu rõ lai lịch danh tánh của nó cho tao. Dạ, em làm liền. Đang cho mấy thằng đệ đi tìm hiểu, nhưng chắc là vẫn phải nhờ anh ba nói với mấy anh em bên khu vực kiểm tra rõ thông tin cho em. Dạ. Vậy chút xíu anh ghé em nha. Dạ 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 dạ. Dạ em chào anh. Dạ. Dạ. Alo, có chuyện gì nói đi. Chiều nay xong việc rồi, sáng mai em về sớm luôn nha anh ba. Chuyện thằng Đặng Khỉ chưa xong mà đòi về sớm vậy? Dạ, đúng là kín mít luôn anh ba, không có điều tra được manh mối nào hết. Cứ ở yên chỗ đó đi, bám theo thằng nhà báo và con nhỏ thiếu úy, chắc chắn sẽ có nhiều tin tức lắm. Vậy nha. Dạ. Em nói như vậy á, chắc chắn là em chưa hiểu ba Kỳ rồi. Ba Kỳ không phải là loại người đàn ông mà em phải e ngại. Dạ, em tin anh. Anh hai dạo gần đây tinh thần anh hoảng loạn, mất ngủ triền miên, cho nên anh không biết là anh đang nói cái gì đâu. Có gì không phải anh bỏ qua cho anh nha. Em nói với Hai Nâu là hãy yên tâm đi, ba Kỳ lúc nào cũng đáng mặt là một thằng đàn ông hết. Cho dù tất cả mọi người có thể ghét anh, nhưng chưa bao giờ thể hiện trước mặt anh. Anh đi trước đây. Anh ba. Còn chuyện gì nữa? Anh ở lại uống rượu với em được không? Thắm à, em đừng bao giờ cố gắng trở thành một người khác. Em phải là chính em. Không cần phải làm như vậy. Không cần thiết gì đâu. Dạ, em chào anh Sáu. Anh chờ em chút. Em vô trong xem thử rồi em ra nha. Ok người đẹp. Mà nhà hàng anh kêu có đồ hải sản ngon ở đây á hả? Dạ đúng rồi cô. Nhà hàng này người ta bán đồ hải sản tươi sống, không có ướp bảy bạ đâu cô. Thiệt không? Trời ơi, tôi nói xạo cô làm chi. Tôi chạy xe ôm ngay đằng trước này nè. Cô không tin á, cô cứ vô thử đi biết. Tụi em đi du lịch, cả nhóm tới mười mấy đứa. Em có nhiệm vụ đi kiếm quán ăn ngon bổ rẻ để ngày mai đưa mọi người tới đây ăn nè. Cảm ơn anh nha. Cô vô ăn ngon miệng nghe. Dạ. Mày ngon ha. Bữa nay làm quảng cáo cho nhà hàng đồ ha. Trời ơi, thì em cứ nói đại chúng đâu chúng. Nhưng mà khách đông vậy thì em cũng kiếm chút cháo thôi chứ có gì đâu. Rồi mày chở nó từ đâu tới đây? Em chở cổ từ bên Ngọc Sương qua.
Rồi mày lấy nó bao nhiêu? Em kêu 50 ngàn luôn. 50? 50 cám còn có mà ăn, ở đó mà đòi ăn cháo. Vậy kêu nhiêu được anh? 60. Ta 30, mày 30. Thôi, 60 ngàn mắc lắm, người ta không có đi đâu. Vậy thôi, đi về một sĩ. Mày đưa trước tao 50. Tiền đâu? Đưa đây. Tiền đâu? Gì vậy anh? Nói thiệt với anh, em mới chạy cuốc đầu tiên luôn á. Cổ chưa đưa tiền nữa kìa. Thôi cho em thiếu tiền bến bữa đi, chút nữa em quay lại em trả cho. Rồi mày không quay lại tao biết nhà mày ở đâu mà tao đòi. Trời ơi, nhà chị Năm em bên sóng chùa. Chị Năm? Chị Năm mày tên gì? Chị Năm em tên Yến. Yến? Nhà số mấy? Số mấy? Số nhà em quên mất tiêu rồi anh. Nhà chị mày mà mày quên? Ở bên sóng chùa anh. Em quên, quên mất số nhà rồi. Còn mày đó đó, hai ba bữa rồi chưa đưa tiền tao nữa nha. Ít bữa nó đi cha, chạy ế bỏ mẹ luôn, đòi tiền hoài. Anh gì mới ơi, có mấy bữa à? Đồ dạ, em đi tiếp. Cứ từ từ tao đưa. Từ từ gì mà từ từ? Em đi nhanh sao, chút nữa em quay lại em trả tiền anh. Ở xóm chùa. Thằng này sao giống sầu ke với mình quá ta. Đây là chai rượu sách tay chính hiệu của bạn tôi mới tặng hồi chiều. Uống đi, không có thuốc mê đâu mà lo. À, mà sao mà không gọi cô Thu tới đây uống cho vui hả? Có thiệt là ông muốn mời cô Thu đến không? Thiệt chứ. Rượu ngon là phải có đàn bà, mà đàn bà đồng nghiệp nữa, thú gì hơn. Ông cải biên thế nào nghe cũng vần. Được rồi, để tôi gọi cô Thu đến nhé. Alo, Thu à, em đang ở đâu? Đến nhà anh nhậu đi, có thiếu tá Dư ở ngoài Thuận Bình đến chơi. Ok, nhá. Ừ. Nào, làm một ly cho nó nóng người. Nhưng mà cô Thu có đến không? Tùy duyên. Tùy duyên gì nữa, tôi đã nói rồi, giữa tôi với ông á, đóng kịch chi nữa cho mệt. Tôi đã xong việc rồi, bây giờ chuyển qua nhậu thôi. Ngày mai tôi về được chưa? Nói tóm lại á, cô Thu có tới không? Có thể. Mà thôi được rồi, uống đi. Lát cô Thu đến, tôi làm trọng tài cho hai người uống với nhau nhá. Thôi được rồi, uống đi. Cạn ly. Hai chị em tôi á lại định lên xã đi gặp chú, đặng đăng ký tạm trú á mà. Đây là ai vậy chị? Dạ em chào anh. Em là em trai của chị Yến. Ủa, đó giờ em đâu có nghe nói là chị có em trai hồi nào đâu ta. Đây là em út của tôi, nó làm ở nhà máy Phú Mỹ á mà. Anh cầm giấy tờ tùy thân, theo tôi lên công an xã làm việc. Chú giúp đỡ giùm. Em nó mới về đây chân ướt chân ráo, cho nên chú bỏ qua giùm. Hồi nữa tôi dẫn nó lên xã trình công an nha chú. Cái chị này, chị hối lộ công an hả? Cầm lấy. Vậy anh theo tôi lên công an xã làm gì? Ngoài kia giông bão giăng nắng, em mạnh mẽ kiên cường, chỉ cần có anh bên em quan tâm thấu hiểu, chỉ cần có anh bên em dẫu con đường.
phía trước, sóng gió phong bao.